chương 41. Không hay ho nữ sinh VSC cố chấp giáo thảo 38. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thế nhưng là không thể nề hà. Phỏng chừng nhạc phụ tương lai cũng là đi đến cuối cùng, mới có thể nghĩ như vậy một cái còn rất. Hữu hiệu biện pháp. Miêu tiêu tiêu đã không biết nên nói cái gì. Cũng rất đau lòng nhà mình lão ba, nếu ai để cho mình ăn khó như vậy ăn gì đó, bản thân khẳng định đương trường trở mặt, tấu ngay cả hắn cha mẹ đều không biết. Miêu Tiêu Tiêu không khỏi càng thêm yêu thích hiện thời Miêu Ba Miêu mẹ, tuy rằng không phải là thân sinh, thế nhưng là đối nàng che chở có thêm. Có lẽ, nàng phụ mẫu của chính mình cũng là như thế đi. Chỉ là bản thân cũng không có quan tâm quá. Miêu Tiêu Tiêu trong lòng nghĩ, trên mặt cũng lộ ra không dễ phát hiện bi thương. Tiểu Miêu Nhi, đừng thương tâm. Bạch Linh sâu sắc bắt được Miêu Tiêu Tiêu chợt lóe lên ưu thương. Ân, ta chỉ là đau lòng lão ba, bị ta tai họa hai tháng đều không có hé răng, nếu hôm nay hắn không có tìm ngươi, phỏng chừng lão ba hội bệnh bao tử. Miêu tiêu tiêu nhẹ giọng nói. Không cần tự trách, thúc thúc này không, liền nghĩ tới biện pháp giải quyết sao. Bạch Linh khó được có nhẫn nại nói. Phốc suy. Đúng vậy, lão ba tìm được biện pháp. Miêu tiêu tiêu mặt mày mỉm cười. Khuê nữ A, ta ta. Miêu ba sau khi đi ra, có chút ngượng ngùng xem bản thân nữ nhi, bỗng nhiên cảm thấy bản thân làm rất không phúc hậu. Ba, về sau không thể như vậy, có chuyện gì liền trực tiếp nói với ta, không cần như vậy băn khoăn của ta cảm thụ. Ta nhu phải biết rằng bản thân khuyết điểm, tài năng trưởng thành. Miêu tiêu tiêu xem tay chân đều không biết hướng chỗ nào phóng lão ba, nghiêm túc nói. Hảo, ba ba về sau sẽ không như vậy. Miêu ba ba xem nữ nhi không có trách bản thân, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ba ba, ta đây cùng Bạch Linh trước xuất môn Nga, về sau mẹ cùng đệ đệ bữa sáng liền giao cho ngươi. Miêu tiêu tiêu nghịch ngợm nháy mắt mấy cái nói. Ân, giao cho ba ba là tốt rồi. Miêu ba ba lộ ra vui mừng tươi cười. Không năm sáu, ta tính toán ngày mai liền động thủ. Hiện thời còn có nửa tháng liền muốn khai giảng, khai giảng sau cũng không có như vậy nhiều thời giờ xử lý trần yến sự tình, hơn nữa miêu tiêu tiêu cảm thấy cũng nên rời khỏi tiếp qua hơn hai tháng miêu mụ mụ hẳn là có thể sinh kế tiếp khỏe mạnh cục cưng đến mức giới tính hệ thống chết sống không nói cho nàng câu miêu tiêu tiêu trong lòng cũng đặc biệt lòng ngứa ngáy khó nhịn ước gì lập tức liền mang theo miêu mụ mụ đi kiểm tra là nam hài vẫn là nữ hài nhi nhưng là mỗi khi miêu tiêu tiêu có ý nghĩ như vậy thời điểm miêu mụ mụ luôn là sẽ cự tuyệt này đề nghị nàng nói không biết lễ vật, mới có thể tràn ngập kinh hỷ, mặc kệ là nam hài nhi nữ hài nhi, đều là cùng tiêu tiêu giống nhau, là hài tử của ta, bảo bối của ta. Miêu tiêu tiêu cũng đối tình thương của mẹ này hai chữ, có càng sâu nhận thức. Ân, ừ, Trần Yến hiện thời cũng nhảy nhót đủ lâu. Vì thế, Miêu tiêu tiêu thông qua hệ thống nêu lên, né tránh sở hữu theo dõi nhiếp tượng, đi tới Trần Yến cho thuê ốc. Mà giờ phút này, Trần Yến bởi vì hút độc sau cùng hoang, làm cho lúc này nàng ngủ thật sự tử. Vừa khéo cho Miêu Tiêu Tiêu không cần đem nàng đánh choáng váng lưu lại chứng cứ cơ hội. Miêu Tiêu Tiêu hảo trong khoảng thời gian này đều ở rèn luyện thân thể, cho nên muốn muốn lưng một cái hút độc nhiều lắm, gầy giống như xào trúc nữ nhân, đến là không có bất kỳ khó khăn. Miêu Tiêu Tiêu dè dặt cẩn thận ở trong đêm đen tránh thoát người đi đường, tránh thoát theo dõi, đi tới nguyên chủ bị xâm phạm địa phương khi đám lưu manh đã sớm bị miêu tiêu tiêu xin nhờ hệ thống đang ở đưa bọn họ dẫn đến nơi đây quả nhiên ở miêu tiêu tiêu đem trần yến vẫn trên mặt đất sau vừa tránh ở cách đó không xa trên cây liền nghe được một đám người cãi nhau thanh âm bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 42 không hay ho nữ sinh vsc cố chấp giáo thảo 39 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Di, nơi này có một cái con nhóc. Một gã cuồng cuộn hưng phấn nói. Lão đại, thật sự có con nhóc, chúng ta hôm nay. Hắc hắc hắc. Một khát danh cuồng cuộn xoa tay. Còn thất thần làm cái gì? Tuy rằng gầy một điểm, nhưng là tốt xấu là cái nữ nhân. Ta ca nhi vài cái nhưng là thật lâu không có chiêm nghiệm. Nói xong, cái kia bị xưng hô vì lão đại nhân đi trước làm gương trước nhất bước qua liền nhổ trần yến trên người vốn là không nhiều lắm vải dệt trong lúc nhất thời rừng cây nhỏ lý xuất hiện một cái dơ bẩn hình ảnh chỉ chốc lát sau trần yến ở bị người ép buộc trong quá trình thanh tỉnh lại vốn là điên cùng một đêm nàng hiện thời làm sao có thể thừa chịu được lại một lần nữa khi dễ a à, các ngươi là ai cúc mau cúc khai a à, ta là hổ ca nữ nhân các ngươi đối với ta như vậy, hổ ca sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trần Yến không ngừng phản kháng, chửi rủa. Nhưng là này tên côn đồ làm sao có thể buông tha nàng. Hổ ca nữ nhân hội khuya khoắc đến đến nơi đây. Hơn nữa còn quần áo không chỉnh. Đùa dẫn cái gì, hổ ca nữ nhân, tự nhiên là có người che chở. Xem dưới thân nữ nhân dùng hổ ca uy hiếp bọn họ, vì thế, mọi người nhìn nhau, càng thêm không khách khí ép buộc Trần Yến. Miêu tiêu tiêu bắt buộc bản thân xem trước mắt một màn mạc, dần dần cảm thấy thân thể của chính mình chậm rãi biến khinh, cho đến cuối cùng không có đã từng cảm giác áp bách. Không năm sáu, nguyên chủ ý thức rời khỏi phải không? Đúng vậy, nàng thật cảm tạ ngươi vì nàng báo thù, nhưng Trần Yến cũng thường đến nàng đương thời thống khổ. Nga, vậy là tốt rồi. Miêu tiêu tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng vô tức rời khỏi tại chỗ. Mà rời đi miêu tiêu tiêu, cũng không có chú ý tới ở nàng cách đó không xa đem hết thảy thu hết đáy mắt nam nhân trong mắt hiện lên biến hóa kỳ lạ ý cười nha nguyên lai tiểu miêu nhi cũng không là bạch nguyệt quan nha bạch linh thì thào tự nói hệ thống tuy rằng từ đầu đến chân đều biết hiểu nhưng là hắn có thể nói hắn không dám cùng ký chủ nói sao đến tận đây sau miêu tiêu tiêu không còn có chú ý quá trần yến sự tình mà nàng cũng biết khi đám lưu manh khẳng định sẽ bị hổ ca thu thập. Mặc kệ hổ ca thích không thích Trần Yến, bản thân nữ nhân cấp bản thân mang nón xanh, hắn khẳng định là sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Hơn nữa miêu Tiêu Tiêu phát hiện, Bạch Linh cũng không như phía trước như vậy cẩn thận cẩn thận che chở bản thân, hơn nữa thường thường đầu đi lại một chút ý vị thâm trường ánh mắt. Nhìn xem miêu Tiêu Tiêu mau cốt tủng nhiên. Nhưng là cũng may, miêu Tiêu Tiêu nhìn chầm chầm quỷ dị không khí, dám cùng Bạch Linh Tường An vô sự hầm đến khai giảng thời gian. Mà Miêu Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh còn lại là cùng đi đế đại, ở đế đại phụ cận, thuê một gian nhà trọ. Tiểu Miêu Nhi, ta có thể hưởng dụng sao? Vừa mới quét dọn hảo phòng, Bạch Linh liền âm trắc trắc xem Miêu Tiêu Tiêu. Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Miêu Tiêu Tiêu bị xem lưng phát lạnh, nói chuyện đều có chút run run. Tiểu Miêu Nhi, ngươi đã trưởng thành nói xong liền đem miêu tiêu tiêu ôm ngang lên ném tới trên giường lớn một đêm triền miên tiểu miêu nhi so trong tưởng tượng càng thêm tươi ngọt bạch linh buổi sáng nhìn đến miêu tiêu tiêu sau khi tỉnh lại nói câu nói đầu tiên liền là như thế này miêu tiêu tiêu trong lòng lệ khí tẩn hiển chợt lóe lên trong lòng nàng cũng không có bạch linh tiểu miêu nhi ta đi chuẩn bị cho ngươi bữa sáng nói xong ở miêu tiêu tiêu trên môi rơi xuống vừa hôn sau đó liền đứng dậy mặc quần áo. Chút không để ý miêu tiêu tiêu này đại người sống. Ký chủ, ngươi muốn thói quen, tiến công chiếm đóng nhân vật phản diện, tình đến chỗ sâu tự nhiên sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bạch Linh sau khi rời khỏi, hệ thống chạy nhanh xuất ra cấp miêu tiêu tiêu khai thông. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 43 Không hay ho nữ sinh VSC cố chấp giáo thảo 40 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio Com. Ân, ta đã biết. Coi như làm là một hồi miễn phí phiêu. Sướng tốt lắm. Miêu tiêu tiêu bình phục tâm thần sau, khẩn hờ nói. Không biết vị kia bị phiêu. Sướng đại nhân, trong lòng có hà cảm tưởng. Hệ thống đánh chết cũng không thừa nhận, trong lòng hắn phi thường vui sướng khi người gặp họa ký chủ có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi, hệ thống che giấu bản thân vui sướng khi người gặp họa, một bộ nghiêm trang nói. Qua một tháng nữa, có thể sinh. Miêu tiêu tiêu thì thào tự nói. Đến lúc đó, bản thân là có thể rời khỏi. Từ nay về sau, Miêu tiêu tiêu cùng Bạch Linh liền trải qua ban ngày lên lớp, buổi tối không biết xấu hổ không táo cuộc sống. Ngay từ đầu Miêu tiêu tiêu vẫn là thật phản cảm, sau này dần dần, nàng đem tất cả những thứ này cho rằng một cái nhiệm vụ một cái trò chơi sau tâm linh chiếm được một lần tân lễ rửa tội do đó không lại phản cảm nam hoang nữ yêu chuyện này chỉ cần có thể báo thù trả giá thân thể lại như thế nào huống chi này cũng không là thân thể của chính mình hai tháng sau miêu tiêu tiêu đi tới bệnh viện ba ngươi không cần lo lắng Bác sĩ nói mổ bụng sản hiện thời đã thật thành thục, cũng không tính đại giải phẫu, mẹ cùng đệ đệ sẽ không có chuyện gì nhi. Miêu tiêu tiêu vỗ nhẹ nhẹ chụp miêu ba ba lưng. Ân, sẽ không có chuyện gì nhi, nhất định sẽ không có chuyện gì. Miêu ba ba thì thào tự nói. Trong thanh âm có chút run run, tay chân lạnh như băng, cả trái tim đã sớm phi đến phòng giải phẫu lý. Đại khái 45 phút sau, chúc mừng các ngươi, mẹ thật dũng cảm, cục cưng thật khỏe mạnh, là cái nam hài nhi. Bác sĩ xem Miêu Ba Ba nói. Vì vậy bệnh viện là Miêu Tiêu Tiêu cố ý lựa chọn tư nhân bệnh viện, nhân cũng không nhiều, phí dụng rất đắt. Nhưng là nơi này bác sĩ mổ chính phi thường nổi danh, hơn nữa nơi này bác sĩ hộ sĩ đều rất có nhẫn nại, phục vụ thái độ tốt lắm. Lão bà của ta đâu? Miêu Ba Ba cũng không có trước tiên tiếp nhận cục cưng, mà là cầm lấy bác sĩ thủ hỏi bệnh nhân thật an toàn, quá một giờ có thể xuất ra, hiện tại nàng cần lưu lại quan sát. Tốt, tốt, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Miêu ba ba chân mềm nhũng, kém chút xuất ngã trên đất. Bạch Linh trước tiên đỡ Miêu ba ba. Miêu tiêu tiêu tiếp nhận bác sĩ trong lòng cục cưng, đi theo bác sĩ cùng nhau đem cục cưng ôm vào vip phòng bệnh nội, chờ đợi Miêu mụ mụ hoàn toàn thoát ly nguy hiểm. Đệ đệ, về sau ngươi khả muốn hảo hảo chiếu cố cùng bảo hộ ba mẹ nha. Miêu tiêu tiêu xem trẻ con trên giường cục cưng, nhẹ giọng nỉ non. Tiểu bảo bảo giống như nghe hiểu thông thường, khóe miệng gợi lên một cái nhợt nhạt mỉm cười. Thực ngoan. Miêu tiêu tiêu nhẹ nhàng sờ sờ tiểu bảo bảo mặt. Ngô. Hảo hoạt. Hảo nhuyễn. Sao bông vải còn nhuyễn? Giống thạch hoa quả giống nhau. Miêu tiêu tiêu cảm thấy bất khả tư nghị, nguyên lai tiểu bảo bảo là như vậy thần kỳ một giờ sau miêu mụ mụ bị đẩy vào vip phòng bệnh mà miêu ba ba cũng triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi miêu tiêu tiêu xem trước mắt một màn đem bạch linh mang ra phòng bệnh hai người cấp miêu ba miêu mẹ để lại tư nhân không gian tiểu miêu nhi chúng ta về sau không sinh được không được bạch linh rầu rĩ nói miêu tiêu tiêu sửng sốt lập tức phản ứng đi lại khóe miệng khẽ nhếch cười miếng môi không nói. Nàng. Đương nhiên sẽ không sinh. Đi thôi, chúng ta đi cấp ba ba mua điểm ăn được, mẹ bây giờ còn không có thể ăn này nọ, bác sĩ nói muốn chờ mẹ thông khí sau tài năng ăn cơm. Miêu tiêu tiêu dời đi đề tài. Hảo. Bạch Linh cũng không có để ý miêu tiêu tiêu trầm mặt, chỉ là ở trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình. Chỉ cần nhất tưởng đến tiểu miêu nhi hội bởi vì sinh đứa nhỏ mà phát sinh nguy hiểm, hắn liền. Hai người đi ra phòng bệnh, đi cấp miêu ba ba mua đồ ăn. Bạch Linh nắm miêu tiêu tiêu thủ bước chậm ở lối đi bộ thường. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 44 Không hay ho nữ sinh VSC cố chấp giáo thảo 41 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đến một cái ngã tư đường, bọn họ tay trong tay cùng đợi đèn xanh đèn đỏ ký chủ, Trần Yến bên phải biên ngừng kia chiếc xe tải lớn thượng. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Miêu Tiêu Tiêu bên tai. Miêu Tiêu Tiêu giống như vô tình theo hệ thống chỉ phương hướng nhìn sang, lọc vào trong tầm mắt chính là Trần Yến cặp kia tràn ngập quán độc ác ý hai mắt. Không năm sáu, chúng ta rốt cục có thể rời đi vị diện này. Từ lúc Miêu Tiêu Tiêu cùng Bạch Linh phát sinh quan hệ thời điểm, hảo cảm độ cũng đã tăng tới 98, Miêu Tiêu Tiêu tin tưởng, lần này lợi dụng Trần Yến trả thù, nàng nhất định có thể đem hảo cảm độ xoát mãn. Ký chủ ngươi, hệ thống còn chưa nói hết, nhưng là trong lòng lại đối nhà mình đại nhân điểm một loạt sát. Đèn đỏ biến mất, đèn xanh sáng lên. Bạch Linh trước sau như một đêm miêu tiêu tiêu gắt gao nắm ở trong tay, tiềm thức bảo hộ nàng. Bỗng nhiên, một chiếc xe buýt cấp tốc mà đến, cùng mặt đất bởi vì ma sát mà phát ra chói tai thanh âm. Bạch Linh đệ trong nháy mắt muốn đem miêu tiêu tiêu đẩy ra, cũng không tưởng, chậm một bước. Bạch Linh chỉ cảm thấy, bị một trận đại lực đẩy ra, thân thể quán tính cho phép, hắn lui về phía sau rất nhiều bước, cho đến khi va chạm đến xanh hóa mang cây cối, thế này mới kham kham dừng bước lại. Không. Miêu nhi. Bạch Linh tê tâm liệt phế rống to. Nhưng là, lại không có cách nào ngăn cản kia một đạo bởi vì đại xe vận tải va chạm mà rơi xuống ở hơn 10 thước có hơn thân ảnh. Bạch Linh chỉ cảm thấy hai chân giống như quán duyên thông thường, không thể động đạn. Mà kia chiếc đại xe vận tải, càng là cực kỳ bi thảm theo kia đạo thân ảnh thượng nghiền áp đi qua sau, nghênh ngang mà đi. Miêu Nhi Bạch Linh chỉ cảm thấy, đầu óc ong ong, trống rỗng, vẻ mặt không thể tin. Lúc này, chung quanh sở hữu chiếc xe sớm dừng lại, đại gia như là lòng có linh tê thông thường đem miêu tiêu tiêu thân thể vây đứng lên, tự hồ là không muốn để cho nàng nhận đến lại thương hại. Phản ứng tới được Bạch Linh, nghiêng ngã trao đảo chạy hướng của hắn tiểu miêu nhi. Toàn thân run run thân thể, đông. Một tiếng, quỳ ngồi dưới đất, hai tay run run, không biết nên đi nơi nào phóng, rất sợ làm đau người trên nhi. Miêu nhi, vì sao? Vì sao muốn đem ta đẩy ra? Bạch Linh ở trong lòng hò hét. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Miêu tiêu tiêu gian nan gợi lên một chút tự cho là tươi đẹp tươi cười. Nhưng là nàng lại không biết, lúc này nàng, vẻ mặt máu tươi, giống như ma quỷ. Bởi vì hệ thống quan hệ, lúc này miêu tiêu tiêu tuy rằng nửa người dưới bị nghiền áp thành thịt vụn, thế nhưng là còn không có tắt thở. Bạch Linh, ta. Ta. Có chưa từng nói qua, ta. Yêu ngươi, hiện tại ta, nói cho ngươi, ta, yêu, ngươi, mời ngươi, nhất định phải hảo hảo, hảo hảo giúp ta chiếu cố ba ba mẹ, mẹ cùng đệ đệ, ngươi nhất định phải, hảo hảo, sống sót, đại, thay ta xem, lần ngàn sơn, vạn thủy, du lần đại, giang nam bắc, Máu tươi không ngừng theo trong miệng phun ra, Miêu Tiêu Tiêu cũng là chưa từ bỏ ý định đứt quản nói xong bản thân di ngôn. Đinh. Nhân vật phản diện hảo cảm độ 2, trước mắt hảo cảm độ 100 đinh. Nam chính hảo cảm độ 1, trước mắt hảo cảm độ 100, xa xa Lục Thanh vừa vặn thấy đến một màn như vậy, vì thế trước mặt bỗng tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi không muốn nói chuyện, xe cứu thương lập tức tới ngay. Bạch Linh chân tay luống cuốn xem nằm trên mặt đất miêu tiêu tiêu, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống, khóc đắc tượng cái đứa trẻ thông thường. Tạ. À, cám ơn. Không năm sáu, mang ta rời đi. Nói xong cám ơn hai chữ sau, miêu tiêu tiêu không có bất kỳ không tha rời khỏi này thoát phá thân thể. Đinh. Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng cho tích phân 100. Mua kỹ năng khấu trừ 300 tích phân. Hiện nay tư liệu như sau. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 45 Hệ thống không gian Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tính danh Miêu tiêu tiêu tuổi 20 kỹ năng Đã gặp qua là không quên được Thế giới bản đồ Hắc hóa giá trị biểu hiện khí tinh thông Triệt quyền đạo Trung cấp Y thuật Cấp thấp Tích phân 200 tính ngưỡng lực. 4056, tính ngưỡng lực vì sao là tứ điểm? Miêu Tiêu Tiêu nghi hoặc. Tính ngưỡng lực phân biệt là nguyên chủ, Bạch Linh, Miêu mẹ Miêu mẹ cùng Nam Chính đưa cho ngươi. Miêu Tiêu Tiêu không nghĩ tới, Nam Chính cư nhiên cũng sẽ đưa nàng một điểm tính ngưỡng lực. Rõ ràng nàng lúc đó cũng không có làm chút gì đó. Bất quá, Miêu Tiêu Tiêu cũng chỉ là chợt lóe lên nghi hoặc mà thôi. Rất nhanh sẽ đem chuyện này phao chi sau đầu. Được rồi, đã biết. Miêu Tiêu Tiêu gật gật đầu, không có nhiều lời. Ký chủ, ngươi như muốn nhìn ngươi đi rồi kết cục sao, không năm sáu hướng dẫn từng bước. Không cần, không có gì hay xem. Miêu Tiêu Tiêu chẳng phải một cái người có lòng hiếu kỳ nặng, tức thời liền phản đối. Ký chủ, ngươi đối Bạch Linh không có bất kỳ cảm giác sao, không năm sáu hiển nhiên chưa từ bỏ ý định ngươi không phải là hội xem xét hảo cảm độ sao? Ngươi xem ta đối bạch linh hảo cảm độ không là đến nơi. Miêu tiêu tiêu chậm rãi nói, trong mắt hiện lên một chút biến hóa kỳ lạ. Không năm sáu thế này mới bừng tỉnh đại ngộ, chạy nhanh mở ra hảo cảm độ biểu hiện khí, tuần tra miêu tiêu tiêu đối bạch linh hảo cảm độ. Nằm tàu nằm tàu. Không năm sáu không nói gì xem biểu hiện khí thượng vài cái chữ to, khóe miệng rút trường. Nguyên lai, like. Biểu hiện khí thượng biểu hiện là, trước mặt hảo cảm độ không. sáu thế nào đều không nghĩ tới, ký chủ đối đại nhân hảo cảm độ cư nhiên là Linh. Như vậy, nàng vì sao kỹ thuật diễn sẽ như vậy hảo? Ngay cả hắn đều bị hồ lộng. sáu tuần tra một chút miêu tiêu tiêu sinh tiền tin tức, kết quả biểu hiện xuất ra, vẫn là nguyên lai like như vậy, căn bản là không có bất kỳ không ổn. sáu của ngươi danh hiệu nghe qua như là tên là ngươi nhàm chán giống nhau, về sau ta gọi ngươi nhàm chán tốt lắm. Miêu tiêu tiêu miễn cưỡng nói. Ký chủ, ta không tẻ nhạt. Ta có tên, ta gọi tàn hệ thống kháng nghị nói. Tàn. Lúc trước đem ngươi tạo lúc đi ra, ngươi bản thân có không trọn vẹn. Miêu tiêu tiêu khóe miệng rút trừ, hiển nhiên đối tên này không biết nói gì. Đúng vậy, lúc trước không năm sáu lập tức phản ứng đi lại, tự bản thân là bị lộ số, vì thế rõ ràng hừ lạnh một tiếng, không lại nói nữa. Tiểu dạng, chỉ số thông minh còn có thể thôi. Miêu tiêu tiêu thật là vì bộ lời nói của hắn, tưởng phải biết rằng thân phận của hắn. Hiện thời, tuy rằng không năm sáu lời còn chưa dứt, nhưng là miêu tiêu tiêu cũng là đã biết, không năm sáu cũng không tính là nhân loại, có lẽ là một cái công nghệ cao người máy cũng nói không chừng, cũng may cũng biết tên của hắn. Hệ thống trong lòng khiếp sợ, không nghĩ tới, liền bởi vì hắn hai câu nói, ký chủ có thể nghĩ vậy sao nhiều. Nhưng là vì sao nàng sẽ bị lữ phương phỉ hai người làm hại thảm như vậy? Cửa nát nhà tan. Hệ thống nghĩ mãi không xong. Tàn, sau vị diện là chính thức nhiệm vụ đúng hay không? Từng cái vị diện 200 tích phân phải không? Miêu tiêu tiêu nghĩ nghĩ, dò hỏi. Đúng vậy ký chủ, hệ thống vốn không nghĩ trả lời, nhưng là, lại nghĩ đến từng cái cùng ký chủ bất hòa tổ hợp, đều là đi không lâu dài, vì đại nhân, hắn cũng không thể cùng miêu tiêu tiêu trấn hệ làm căng, dù sao đại nhân hiện thời xem ra, cùng miêu tiêu tiêu vẫn là có từ trường. Chúng ta đây tiếp tục sau nhiệm vụ đi. Miêu tiêu tiêu ai đầu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tiếp tục nhiệm vụ. Hệ thống đang ở truyền tống. Truyền tống thành công. Quen thuộc choáng ván cảm truyền đến, miêu tiêu tiêu biết, nàng sắp tiến vào kế tiếp vị diện. Miêu tiêu tiêu tập sờ sờ cổ tay của mình. Sau đó mất đi rồi tri giác. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 46 Lục Thanh Phiên Ngoại 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi đột nhiên xâm nhập của ta tầm mắt, càng là thố không kịp phòng tiêu sái tới gần trong lòng ta. Còn chưa tới kịp nói ra ta yêu ngươi, ngươi lại đem ta nhốt đánh vào thật sâu đáy cốc lục thanh ta là lục thanh ta sinh trưởng ở một cái cha mẹ luôn là không ở nhà cũng không có tình yêu gia đình ba ta là cục công an cục trưởng mẹ ta là thị trưởng nhưng là giữa bọn họ chỉ có ích lợi không có cảm tình ở người khác trong mắt ta thân phủ quan hoàng gia đình ưu việt học tập thành tích hảo càng là dài quá một trương hòa nhã các học sinh đều bảo ta lục giáo thảo mà ta cũng luôn là đối mọi người gợi lên máy móc giống như hoàng mỹ tươi cười. Đến tận đây, đại gia càng là cảm thấy ta ôm nhu khả gia, mỗi ngày thu được thư tình cũng ngày từ từ tăng. Kỳ thực, ta chẳng qua là thói quen mà thôi. Thói quen mỗi ngày khóe miệng khẽ nhất cười đối đãi bất luận kẻ nào. Thói quen ở người khác trong mắt hoàng mỹ không sức mẻ. Nhưng là, này đó đều không phải ta nghĩ muốn, ta nghĩ muốn, chẳng qua là một chút ấm áp mà thôi ta lúc còn rất nhỏ chỉ biết, phụ mẫu ta, ở bên ngoài đều có chính mình gia đình, có bản thân đứa nhỏ. Mà ta, chỉ là như đồng giữa bọn họ cầu, cũng có quyền lợi cầu. Khí chi đáng tiếc, biết được. Như ngạnh ở hầu. Bọn họ vì duy trì hoàng mỹ nhân thiết, trước mặt người khác đối ta mọi cách hảo, nhưng là ở nhân sau cũng là đối ta mắc lạnh tướng xem. Tất cả những thứ này, ta chỉ có thể nhịn, ta không biết ta muốn nhẫn tới khi nào bởi vì hiện thời ta quá mức nhỏ bé. Ta cần che gió đục mưa đại thụ, mà thị trưởng con trai, cục công an dài con trai, liền là của ta đại thụ, ta có thể từ giữa được đến càng nhiều hơn ít lợi. Ta luôn luôn cho rằng, sinh hoạt của ta nhất định sẽ cho đến khi tốt nghiệp đại học mới sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ là, ta không nghĩ tới, bỗng nhiên có một ngày, ba ta này dơ bẩn không chịu nổi video clip, sẽ bị người phát đến trên mạng hơn nữa nhất lên sóng to gió lớn trong lòng ta cũng không có cảm thấy khổ sở mà là mơ hồ cảm thấy hưng phấn xem đi không phải không báo giờ hậu chưa tới liền tính ngươi một tay che trời cũng chung đem xuống ngựa lục thanh hồi tưởng lúc đó khi đó của hắn vui sướng khi người gặp họa rõ ràng nhiều hơn khổ sở duy nhất khổ sở chính là cục công an cục trưởng con trai này thân phận không có bất kỳ tác dụng thị trưởng con trai này thân phận cũng không có. Bởi vì bọn họ hai người sau này lục tục bị người cử báo, song song xuống ngựa, trở thành thất nghiệp nhân viên. Cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thiếu, bỏ đá xuống giếng nhiều. Đây là xã hội thái độ bình thường. Ngày nào đó, ta ở rừng cây nhỏ lý vì bản thân tương lai mê mang, bỗng nhiên một cái giống thiên sứ thông thường nữ hài nhi hướng ta đi tới. Nàng không có vui sướng khi người gặp họa, cũng không có hèn mọn, chỉ là nhàn nhạt xem ta, đáy mắt không hề cảm tình, nhưng là trên mặt lại mang theo tươi cười. Ngày nào đó, nàng cầm cơm hộp, cũng là kiêu ngạo nói, đó là nàng mua nhiều. Kỳ thực ta biết, nàng là cố ý chuẩn bị cho ta. Tuy rằng ta không biết vì sao, nhưng là ta cũng không thèm để ý. Nhưng là từ đó về sau, cái kia cô nương liền thường xuyên xuất hiện tại của ta trong đầu. Sau này ta đã biết tên của nàng, hơn nữa ở lúc gần đi nói cho nàng, ta phải đi. Nhìn đến nàng trong mắt chợt lóe lên không tha, ta thật hưng phấn, ta không muốn biết nàng là giả trang, còn là chân thật, ta chỉ biết là ta yêu cô nương này, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, cũng cam tâm tình nguyện. Ở ta có chút thành tựu sau, ở ta thi được đế đại thời điểm, cái thứ nhất muốn gặp nhân chính là nàng. Ta nghĩ muốn đem của ta vui sướng chia sẻ cho nàng, nói cho nàng ta có thể chiếu cố nàng bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 47 Lục Thanh Phiên Ngoại 2, Hoàng bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com chẳng sợ nàng có lẽ cũng không cần nhưng là ta đầy cõi lòng chờ mong đi tìm của nàng thời điểm ta nhìn thấy nàng bên người đã không có của ta vị trí cái kia đã từng theo ta cùng nhau cùng bị các học sinh xưng là giáo thảo chi nhất nam nhân hai tay đặt ở hắn mỗi khi chỉ có thể ở trong mộng tài năng thực hiện trên vị trí hắn ôm của nàng thắt lưng nàng nhưng không có cự tuyệt ta biết xuất sư chưa tiệp thân chết trước liền là của ta chân thật hình dung ta đoạn này mờ mịt cảm tình còn chưa bắt đầu liền đã xong tuy rằng ngay từ đầu ta chỉ biết kết quả nhưng là ta vẫn còn là chấp nhất muốn thử một chút cũng may ta còn là theo nàng trong mắt nhìn ra nàng đối bất luận kẻ nào đều không có cảm tình, mặc kệ là ta, hay là hắn. Sau này, ta giải thoát. Ta cảm thấy, ta chỉ muốn đứng xa xa nhìn nàng là đủ rồi. Ta thường thường hội vụn trộn xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa, tránh ở bọn họ nhìn không tới góc, xem bọn họ bề ngoài giống như ngọt ngào cuộc sống. Nhưng là cặp kia mắt chứa ý cười trên mặt, đáy mắt cũng không có cảm tình. Thật lâu về sau, cũng là như thế. Ta không biết vì sao ta có thể nhìn đến nàng đáy mắt chỗ sâu cảm tình, ta cũng không rõ nàng vì sao rõ ràng không thương, lại hay là muốn nhận hắn. Ta sau này cũng biết Trần Yến gia cùng nhà của ta biến hóa đều là xuất từ nàng thủ. Nhưng là, ta cũng không quan tâm. Ta trước sau như một yêu nàng, yêu cái kia không chịu để tâm nữ hài nhi. Ngày nào đó, ta thế nào cũng không nghĩ tới, ta sẽ nhìn đến nàng ở gặp được nguy hiểm thời điểm trước tiên đem người kia thôi cách nguy hiểm địa phương. Xem nàng giống như các đức quan hệ diều thông thường bị đánh bay thật xa. Ta rốt cuộc kiên trì không được, choáng váng ngã xuống đất. Sau khi tỉnh lại, ta nghĩ mãi không xong, ta không biết, đã không thương, nàng vì sao có thể làm được vì hắn mà tử? Chẳng lẽ là bởi vì hắn yêu nàng so với ta càng sâu sao? Ta không biết. Ta chỉ biết là cái kia không chịu để tâm nữ hài nhi vĩnh viễn tiêu sái của nàng lễ tang hôm đó, ta tránh ở không ai góc, xem phụ mẫu nàng tê tâm liệt phế khóc lóc nước nở, chẳng sợ. Nàng mẫu thân mới vừa xuất viện. Ta biết, là cái kia nam nhân đem lễ tang chậm lại, vì chính là ở bệnh viện phụ mẫu nàng. Ta xem bọn họ một đám đi xa, cho đến khi cái kia nam nhân cũng sau khi rời khỏi. Ta mới ôm một bó to hoa hồng, xuất hiện tại của nàng trước mộ. Con mèo nhỏ, ta biết ngươi sẽ không nhận của ta hoa, nhưng là ta vẫn còn là bốc đồng tưởng muốn tặng cho ngươi. Chẳng sợ ngươi nghe không thấy, ta cũng còn là muốn cùng ngươi nói một tiếng. Ta yêu ngươi. Nếu, ngươi tiếp cận ta mục đích muốn ta cầu mà không được, ta nghĩ nói cho ngươi nói. Con mèo nhỏ, ngươi thành công. Có người, biết mắt một cái lầm chung thân. Có người, gần nhau không nhận thức. Con mèo nhỏ, ta đem vĩnh viễn đem ngươi đặt ở trong lòng ta quan trọng nhất vị trí, mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, có nguyện ý hay không. Cả đời này, ta không có kết hôn. Ta đem ta khi còn sống kính dân cho từ thiện sự nghiệp, ta hy vọng ta kiếm đến phúc báo, có thể cho ngươi đi đến sinh an khang. Cho đến khi, ta tóc trắng xóa, mặt mũi nhăn nheo, của ta hai chân đã tê liệt, không bao giờ nữa có thể hành tẩu. Con mèo nhỏ, hiện thời ta, ngươi càng chướng mắt thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tìm ngươi, ta càng sẽ không đi quấn quyết lấy ngươi. Ta đem ta cả đời này yêu, toàn bộ đều giao cho ngươi. Kiếp sau, chỉ mong ngươi ta không lại quen biết. Ta nghĩ đem ta kiếp sau yêu, giao cho ta tương lai thê tử. Con mèo nhỏ, vĩnh biệt, ta nhất định sẽ uống xong mạnh bà canh, vĩnh viễn đem ngươi quên. Ta hoảng hốt gian, thấy được một cái với ngươi bộ dạng giống nhau như đúc nữ hài nhi hướng ta vương tay phải. Đối với ta buộc vòng quanh hoàng mỹ mỉm cười, như vậy không hề tạp chất mỉm cười. Ta rõ ràng biết, kia không phải là ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 48 Bạch Linh phiên ngoại 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nếu ngươi yêu ta, cũng giống như ta yêu ngươi như vậy. Ngươi có lẽ chỉ biết, ngươi là cỡ nào lãnh huyết vô tình. Bạch Linh ta là Bạch Linh, Ta sinh ra ở một cái đơn thân trong gia đình, ba ba ở ta lúc còn rất nhỏ sẽ không hạnh qua đời. Mà sinh hoạt của ta cũng bởi vậy mà đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Mẹ ta, giống như thay đổi một người dường như, đem ta cho rằng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt thông thường tra tấn. Từ nhỏ đến lớn ta đều có làm không xong thủ công nghiệp nhi, ai không xong đánh. Mỗi khi đêm dài nhân tỉnh thời điểm, ta lại luôn là một thân một mình kheo đèn đêm đọc, làm kia chồng chất như núi bài tập ở nhà. Khi đó ta cũng không rõ, vì sao tiểu học sẽ có nhiều như vậy bài tập giao cho tuổi nhỏ ta. Nhưng là ta lại không thể làm ra cái gì phản kháng. Ta sợ ta phản kháng sau, không bao giờ nữa có thể đi học. Lão sư nói, chỉ có đọc sách mới là của ngươi đường ra. Lão sư nói, chỉ có đọc sách, ngươi tài năng thực hiện lý tưởng của ngươi. Lão sư nói chỉ có đọc sách, ngươi tài năng đủ thoát khỏi hết thảy đau khổ. Cuối cùng một câu nói này, đã động ta. Ta nghĩ, ta nhất định phải hảo hảo đọc sách, sau đó thoát khỏi của ta sở hữu đau khổ, được đến. Cho dù là chỉ có một người quan ái. Dần dần, ta trưởng thành. Ta biết lão sư nói chỉ đúng phân nữa, bởi vì chỉ có đọc sách, ta mới càng rõ ràng biết pháp luật tồn tại. Chỉ có đọc sách ta tài năng bất động thanh sắc để cho mình chán ghét cùng oán hận nhân biến mất vô tung. Để cho ta kinh hỉ là ta bởi vì đọc sách chiếm được sinh mệnh quan trọng nhất tồn tại. Bởi vì của nàng xuất hiện, ta buông tha cho kế hoạch thật lâu phạm tội đường, đem người đáng ghét giao cho pháp luật đến chế tài. Bởi vì của nàng xuất hiện, của ta tâm cảm nhận được lần đầu tiên rung động. Bởi vì của nàng xuất hiện, ta thoát khỏi mẹ ta. Bởi vì của nàng xuất hiện, Ta đây mới hiểu được ta đời này nhận đến sở hữu đau khổ, có lẽ vì cùng nàng gặp nhau. Bởi vì của nàng xuất hiện, ta u ám trong thế giới, xuất hiện thứ nhất thúc ánh mặt trời. Nàng ấm áp chiếu vào đáy lòng ta. Nếu trên trời đối của ta tra tấn, vì gặp ngươi, nhận thức ngươi, có được ngươi. Ta nghĩ, ta vui vẻ chịu đựng. Sau này, ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta. Trong lòng ta ẩn ẩn cảm thấy nhảy nhót. Nhưng là ta khi đó còn không biết đây là yêu. Sau này, ta nhìn thấy ngươi cùng Lục Thanh chuyện trò vui vẻ, ta biết rõ này có thể là vì hoàn thành của ngươi kế hoạch. Nhưng là ta vẫn còn là phát cuồng thông thường phẫn nộ cùng ghen tị. Bởi vì ở trong lòng ta, ngươi đã đánh lên của ta nhãn, ngươi đã là ta Bạch Linh người, cả đời đều chỉ có thể là của ta. Vĩnh viễn chỉ có thể là của ta. Nhưng là làm ngươi cùng Lục Thanh giới thiệu nói. Bạch Linh là ta bạn trai gần bởi vì một câu nói này ta phẫn nộ cảm xúc nhất thời biến mất không thấy giống như xuân về hoa nở giống như làm cho ta như một xuân phong ta nghĩ chỉ có ngươi tài năng trở thành trong lòng ta kia nhất thúc ánh mặt trời cũng chỉ có ngươi tài năng đủ chiếu sáng lên ta hắc ám nhân sinh từ đó về sau ta đối với ngươi rất tốt cho đến khi ta lại phát hiện của ngươi động tác nhỏ ta bỗng nhiên phát hiện của ta tiểu miêu nhi cũng có sắc bén lợi trảo của ta tiểu miêu nhi chẳng phải hoa trong nhà kính đoá bởi vì ngươi tâm cũng có cứng rắn như bàn thạch thời điểm ta nghĩ ta không cần thiết đối với ngươi như vậy dè dặt cẩn trọng che chở có lẽ ta cũng có thể cho ngươi đệ đao chỉ là từ đó về sau ngươi không còn có làm qua bất cứ cái gì chuyện xấu Thật giống như ngươi chỉ đối trần yến cái kia nữ nhân có một loại nói không rõ nói không rõ cảm tình Bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 49 Bạch Linh Phi Ngoại 2, Hoàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Bởi vì ngươi đối nàng, cũng không có thù hận Ta ở ngươi trong mắt nhìn đến chỉ có xa lạ cùng lạnh nhạt Nhưng là này đó đều không trọng yếu quan trọng là ta rốt cuộc đợi đến của ta tiểu miêu nhi trưởng thành của ta tiểu miêu nhi rốt cuộc có thể hưởng dụng hoàn hảo hoàn hảo ngươi chỉ có một chút điểm phản kháng hoàn hảo ngươi cũng không có đẩy ra ta chúng ta rốt cuộc kết hợp chúng ta rốt cuộc trở thành nhất thể điều này làm cho ta rất là hưng phấn chẳng sợ ta ở ngươi đáy mắt nhìn không tới bất cứ cái gì tình yêu đúng vậy ta biết ngươi cũng không yêu ta nhưng là ta lại không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở sinh hoạt của ta chung chẳng những trợ giúp ta càng là đối ta hữu cầu tất ứng cho dù là dân ra thân thể của ngươi của ngươi hết thảy thế nhưng là không bao gồm của ngươi cảm tình của ngươi yêu ta đã từng hồn nhiên cho rằng chẳng sợ ngươi hiện tại không thương ta nhưng là ta có cả đời thời gian có thể đã động ngươi cho ngươi triệt để yêu ta nhưng là của ta vận may tựa hồ đều dùng hết ở gặp được của ngươi một khắc kia, tự hồ tiêu hết ta sở hữu vận khí. Không biết vì sao, ta trong đáy lòng luôn là có một thanh âm nói với ta. Nếu miêu mụ mụ không sinh hạ đứa nhỏ, như vậy ngươi có thể vĩnh viễn cùng ta. Ta lần lượt muốn làm chút gì đó. Thế nhưng là bởi vì ngươi đối với ngươi tương lai đệ đệ chờ mong, cùng cha mẹ ngươi đối ta coi như chính mình sinh quan tâm. Làm cho ta đình chỉ trong lòng ác độc ý tưởng. Ta nghĩ, nếu ta thật sự làm cái gì ta nhất định sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi đi tuy rằng ta không biết vĩnh viễn là bao nhiêu xa nhưng là ta biết này hậu quả có lẽ ta thừa chịu không nổi thôi tùy duyên đi nếu ngươi có một ngày rời khỏi như vậy ta cũng kết thúc ta đây thống khổ khi còn sống cũng tốt chỉ là ta thế nào đều không nghĩ tới ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm lãnh huyết vô tình ở trong bệnh viện ta xem ngươi bình tĩnh an ủi ba ngươi, trong mắt tản mát ra nhiếp nhân quan mang. Như là trên bầu trời tinh thần, xa xôi mà không có giới hạn. Ngươi thật hưng phấn, rất tò mò đãi. Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc là vì hội có một đệ đệ mới hội hưng phấn như thế, còn là vì khác. Nhưng là ta thật sự không nghĩ ra được này là vì cái gì. Quả nhiên. Ở ngươi hung hăng đem ta đẩy ra một khắc kia, ta rốt cục đã biết vì sao ta sẽ như vậy sợ hãi vì sao lại không hề tưởng mưu mụ mụ sinh hạ đứa nhỏ ý tưởng bởi vì có đệ đệ ngươi liền phải rời khỏi nha ta cho tới bây giờ đều không biết ngươi sẽ có lớn như vậy khí lực có thể đem ta thôi cách mấy thước xa khoảng cách cho đến khi phía sau lưng đánh lên thân cây thế này mới kham kham dừng lại trên lưng đau đớn xa không kịp trong lòng ta nhấc lên kinh đào hải lãng Ta không biết vì sao ngươi sẽ vì ta xá sinh quên tử, đem bản thân bại lộ ở nguy hiểm bên trong. Xem thân thể của ngươi bởi vì cường lực va chạm mà hung hăng đụng vào xe trắng phong trên thủy tinh, sau đó lại bay ra hơn 10 thước xa. Ta cảm thấy ta trong thân thể sở hữu máu đều động lại. Ta trong đầu trống rỗng, ta cảm giác ta không biết ta là ai. Ta ở đâu? Đã xảy ra cái gì? Phản ứng đi lại sau, ta nghiêng ngã trao đảo chạy đến của ngươi phía trước, nhưng là lại thống khổ phát hiện, ta không dám đụng chạm ngươi. Chẳng sợ biết rõ ngươi hiện tại đã đau đến chết lặng. Sau này ta nhìn thấy ngươi rõ ràng chạy tới tận cùng, vẫn còn ở liều chống nói ra bản thân chưa xong nguyện vọng. Trong lòng ta chua xót, nhưng là ta vẫn còn là nhất nhất đáp ứng rồi. Ở giờ khắc này, ta cuối cùng tính minh bạch cái gì là yêu. Yêu, chính là dung túng. Yêu, chính là thành toàn. Miêu Nhi, ngươi có thể nào như thế nhẫn tâm? Đem một mình ta bỏ xuống. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 50 Nhà bên muội muội VSC Cao Lãnh KK1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Miêu Nhi, ngươi đã cha mẹ cùng đệ đệ là ngươi vướng bận, như vậy ta sẽ thành toàn ngươi, thay ngươi chiếu cố hảo bọn họ, cho đến khi của ngươi đệ đệ trưởng thành. Miêu Nhi, ngươi đã muốn ta đi khắp muôn sông nghìn núi, đại giang Nam Bắc. Ta đây liền mang ngươi đi. Cho dù ta biết, ngươi chỉ là muốn ta sống sót mà thôi. Miêu Nhi, ngươi cũng biết, sống sót người kia, vĩnh viễn là thống khổ nhất một cái. Miêu Nhi, ta cuối cùng tính có thể đi tìm ngươi phải không? Ta thật nghe lời, không có tự sát, không có thiết kế bản thân tử vong. Mà là kéo dài hơi tàn sống đến 80 tuổi. Miêu Nhi, Trần Yến sớm bị ta đưa vào ngục giam, quá sống không bằng chết cuộc sống, hiện thời, hẳn là đã sớm đã chết đi. Của ngươi cha mẹ, ta đều thay thế ngươi tiễn bước, bọn họ đi được thời điểm thật an tường. Của ngươi đệ đệ cũng có hậu thế. Ngươi hẳn là ngủ yên thôi. Hoàng tuyền trên đường, ngươi hay không còn nhớ được một cái tên là Bạch Linh Nhân. Hắn. Yêu ngươi. Chí tử không du ta là xinh đẹp phân cách tuyến, Miêu Tiêu Tiêu, ngươi rốt cuộc có đi hay không? Miêu Tiêu Tiêu mới vừa tiến vào tân vị diện, liền nghe được một cái không kiên nhẫn thanh âm. Thật rõ ràng, đối nguyên chủ thật không muốn gặp. Không đi, ngươi đi trước đi. Miêu Tiêu Tiêu nhàn nhạt nói. Trước mặt nhân nghe nói, rõ ràng sửng sốt, thẳng lăng lăng quay đầu đến. Miêu Tiêu Tiêu đánh giá trước mặt nam sinh, chừng một thước tám bộ dáng, hạ thân mặc một cái vừa người quần dinh, một đôi thẳng tắp chân dài tùy ý đứng. Trên thân mặc nhất kiện màu trắng áo sơ mi, tùng tùng trát ở quần lót lý. Áo sơ mi trắng cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra to lớn ngực. Áo sơ mi cổ tay áo cuốn tới tay cánh tay trung gian, lộ ra tiểu mạch sắc làn da. Miêu tiêu tiêu tiếp tục hướng lên trên nhìn lại, nhìn hắn thời điểm đều ngẩng đầu tài năng nhìn đến hắn ngũ quan. Nam nhân một đầu hàng thức tóc ngắn, tóc mái vừa khéo đến lông mày chỗ. Loáng thoáng có thể nhìn đến lông mày rất là nồng đậm. Một đôi thâm thúy con ngươi, hững hờ xem miêu tiêu tiêu, giống là muốn nhìn ra chút gì đó dường như. Của hắn ngũ quan thập phần tuấn Mỹ, giống như đao khắc giống như củ ấu rõ ràng, côi cút độc lập gian phát ra là ngạo thị hết thảy khí thế. Ngươi nói cái gì? Hắn môi mỏng hơi miếm, nhàn nhạt nói. Trong mắt là không chút nào che giấu ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Ta bỗng nhiên nhớ tới ta còn có chút việc nhi, ngươi đi trước đi. Miêu tiêu tiêu miếm miếm môi, làm bộ như rất khó khăn bộ dáng. Tùy tiện ngươi. Miêu tiêu tiêu nhìn đến trước mắt nam sinh không chút do dự xoay người rời đi, không có nửa điểm tạm dừng. Đinh. Che giấu nhiệm vụ mở ra, tiến công chiếm đóng nhân vật phản diện bốt vệ tinh trạch, ngăn cản nam thần hắc hóa. Tàn, nhân vật phản diện ở phụ cận. Miêu Tiêu Tiêu không kịp nhận kịch tình, chạy nhanh hỏi hệ thống. Đúng vậy, vừa mới cái kia nam chính là nhân vật phản diện. Bởi vì ngươi mới vừa tiến vào vị diện, sợ ngươi ở nhân vật phản diện trước mặt lộ ra dấu vết, cho nên ở hắn sau khi rời khỏi ta mới nhắc nhở ngươi. Nga, tốt, cảm ơn ngươi. Miêu Tiêu Tiêu gật gật đầu, này lý do nàng nhận. Miêu Tiêu Tiêu tả hữu nhìn nhìn, nơi này là lối đi bộ, bên cạnh có một công viên. Miêu tiêu tiêu chạy nhanh đi vào công viên, đi tới một cái không ai núi giả bên cạnh, tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó thông tri hệ thống truyền tống kịch tình. Tàng, bắt đầu truyền tống kịch tình. Đinh, đang ở truyền tống kịch tình. Quen thuộc trướng cảm nhận sâu sắc truyền đến, đại lượng kịch tình cũng truyền vào trong đầu. Miêu tiêu tiêu vị diện này thân phận là một cái cha mẹ song vong cô nhi, cha mẹ ở nàng 17 tuổi thời điểm xảy ra tai nạn xe cộ qua đời mà năm ấy 17 tuổi Miêu Tiêu Tiêu cũng không có nhận cảnh sát ý kiến đi cô nhi viện, cố chấp không cần thiết bất cứ cái gì người giám hộ. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.